lạy Thánh Martino là đấng giàu lòng nhân ái. Hỡi những ai khổ đau hay đến với Ngài, nguyện Thánh Martino Ngài sẽ nâng đỡ uy an. Suốt tháng năm sẽ luôn sống yên lành. Ngài đem yêu thương đến cho đời, Ngài đem ơn Chúa xuống cho người, rọi muôn ánh quang chiếu soi cho cả nhân thế. Ngài như sao mai sáng đêm trường, rọi soi cho con bước trên đường và nên chứng nhân Chúa cho trọn niềm tin. Bằng gương bác ái yêu thương, nguyện Thánh giúp chúng con ngày đêm kiên vững tin yêu, giữa thế gian thắp lên ánh huy hoàng. Ngài đem yêu thương đến cho đời, Ngài đem ơn Chúa xuống cho người, rọi muôn ánh quang chiếu soi cho cả nhân thế. Ngài như sao mai sáng đêm trường, rọi soi cho con bước trên đường và nên chứng nhân Chúa cho trọn. Cho đời Ngài đem ơn Chúa xuống cho người, rọi muôn ánh quang chiếu soi cho cả nhân thế. Ngài như sao mai sáng đêm trường, rọi soi cho con bước trên đường và nên chứng nhân Chúa cho trọn niềm và nên chứng nhân Chúa cho trọn niềm Mời cộng đoàn cùng hiệp thông trong tuần cửu nhật kinh thánh Martin. Tuần cửu nhật kinh thánh Martin, ngày thứ 9, các phép lạ Thánh Martino đã làm. Thuở bình sinh cũng như sau khi tạ thế, Thánh Martin đã làm nhiều phép lạ thương giúp người ta phần hồn cũng như phần xác. Không những kẻ ở gần mà người ở xa thường cũng được bàn tay thi ân của người xoa dịu vết thương lòng. Chúng ta hãy đặt hết hy vọng vào thần thế của người đã có trước tòa Thiên Chúa cao sang. Trong mọi cơn gian nan khốn khó, hãy chạy đến với người, xin người thương yên ủi, vỗ về,
cứu giúp chúng ta thoát khỏi mọi sự nguy hiểm với lòng tin tưởng vào quyền phép của Người. Chắc chắn chúng ta sẽ thâu lượm được kết quả như ý muốn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã lấy lửa bác ai cao siêu thiêu đốt tâm hồn Thánh Martin, khiến cho Người sẵn sàng xa khi hy sinh vì tình đồng loài, làm nhiều phép lạ để xoa dịu vết thương lòng của mọi giai cấp xã hội trong bất cứ trường hợp nào, đồng thời lại ban cho Người đức khiêm nhu từ hà, coi mình như không và vâng theo thanh ý Chúa trong mọi sự. Xin ban cho chúng con được bắt chước đời sống và các nhân đức của Thánh Martin, nhất là đức mến Chúa yêu Người, để khi còn sống chúng con được nên giống Người, và sau khi đã chết, chúng con cũng được hưởng vinh phúc trên thiên đàng. Vì Chúa là đấng hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi Người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp, chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại.
rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đứng để lãnh nhận phép lành lời Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Cộng đoàn phụng vụ đang tham dự thánh lễ tại tu viện Martino chiều nay rất thân mến. Giữa mùa mưa bão, chiều nay Chúa ban cho chúng ta một buổi chiều thật đặc biệt. Chúa đang muốn khích lệ để chúng ta, trong khi tôn kính thánh Martino, chúng ta đón nhận lời của Thiên Chúa làm lương thực nuôi sống chúng ta. Chắc chắn anh chị em đã hiểu được ý nghĩa cơ bản của thánh lễ mà Chúa Giê-xu thực hiện thánh lễ đầu tiên trong một bữa tiệc, và chúng ta cũng quen gọi là bữa tiệc thánh thể. Vậy thánh lễ chính là dịp Chúa cung cấp lương thực nuôi sống tâm hồn và cuộc đời của chúng ta. Vậy thưa anh chị em, chiều nay chúng ta tập trung vào tâm tình tha thiết của một thầy thông luật. Thầy đến gặp Chúa Giê-xu mà thưa rằng: thưa thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Anh chị em cũng tự hỏi trước nhan Chúa: con phải làm gì để được sự sống đời đời? Và Chúa sẽ trả lời cho chúng ta qua giáo huấn lời Chúa và qua giáo huấn của giáo hội. Trước câu hỏi này, giáo hội dạy cho chúng ta qua lời của Đức Thánh Cha Francisco có 3 điểm sau đây hướng dẫn chúng ta trên con đường nên thánh để được sống đời đời. Điểm thứ nhất, Đức Thánh Cha nói: khi chúng ta nỗ lực nên thánh thì chúng ta biết rằng mình không lẻ loi một mình, mà chúng ta có cả một cộng đoàn giáo hội đông đảo, bao nhiêu tâm hồn đang cố gắng nên thánh. Chiều nay chẳng hạn, cộng đoàn đông đảo chúng ta họp nhau đây, tâm hồn mỗi người từ đáy lòng mình đang khao khát để được nên giống Chúa, để được gặp Chúa, để được sống đời đời. Và không riêng gì giáo hội tại thế mà hình ảnh chiều nay rất sống động, mà còn giáo hội trên trời. Chúng ta vừa mừng kính lễ các thánh ngày mùng 1 vừa qua, Thánh Gioan Tông Đồ đưa chúng ta hướng về Jerusalem trên trời, hội thánh mẹ chúng ta quang vinh thông dự vào sự sống đời đời của Thiên Chúa. Và Thánh Gioan miêu tả số người với con số biểu tượng 144.000, tức là 12
nhân với 12 và nhân với 1000. 12 đầu chỉ về 12 chi tộc cứu ước, 12 kế tiếp 12 thánh tông đồ nền tảng của giáo hội Chúa Kitô thiết lập, và nhân với 1000 để nói số đông vô kể. Mà liền sau đó Thánh Gioan Tông Đồ đã miêu tả những tâm hồn được phúc sống bên Chúa là các thánh, làm thành một con số không thể kể nổi, và các ngài ca tụng Thiên Chúa. Và chúng ta được khích lệ trong ước mong được nên thánh là bao nhiêu tâm hồn chung quanh chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta, trong giáo xứ chúng ta đang có ước mong nên thánh, hợp làm một cùng với các thánh trên trời, là những đấng đã được hưởng kiến hưởng phúc nơi nhà Cha. Vậy điều đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta rằng ước muốn nên thánh không phải là ước muốn lẻ loi, mà của cả một công đoàn, các thánh, những người lành chung quanh giúp sức cho chúng ta, và hội thánh của Chúa giúp sức cho chúng ta trong nỗ lực này để chúng ta được nên thánh. Điều thứ hai đó là khi muốn nên thánh thì chúng ta hiểu rằng Chúa muốn tôi nên thánh, nghĩa là Chúa ban cho mỗi người một khuôn mặt. Hằng bao nhiêu chục tỷ người, không có ai giống ai. Như vậy Chúa muốn rằng chúng tôi nên thánh, nó mang sắc thái của chính mình, vẫn là cùng một lương thực từ lời Chúa và các bí tích, đặc biệt bí tích thánh thể. Nhưng mà sự nên thánh phải mang dấu ấn của tôi. Và Đức Thánh Cha nói không nên lấy nguyên vẹn của một vị thánh như một cái khuôn máy móc, rồi tôi đúc mình để nên giống vị ấy mà đánh mất cái tôi. Đức Thánh Cha nói như vậy là làm mất đi cái tự do và cái đặc sắc của mỗi người. Như thế Thiên Chúa quý trọng từng người chúng ta, như Ngài đã ban cho mỗi người một khuôn mặt, thì ước muốn nên thánh mang dấu ấn của từng người, từng trái tim, từng tâm hồn hướng về Chúa, và muốn sống một cuộc đời lành thánh để thuộc về Chúa. Và trong cái đặc sắc của mỗi cá nhân này, con đường sống của chúng ta chính là thánh hóa từ những việc nhỏ trong đời của chúng ta. Những cái nhỏ và riêng tư của mỗi người mà kết hợp với Chúa thì trở thành lớn lao. Một cây gậy nếu chúng ta dùng trong tay chúng ta cùng lắm chỉ để giúp chúng ta chống mình đi, như các cụ cao tuổi dùng cây gậy giúp đỡ cho mình đi đứng được vững vàng. Nhưng cái gậy được đặt trong tay Mô-xê, trong quyền năng của Thiên Chúa, thì nó có sức mạnh để rẽ biển đỏ cho dân Chúa vượt qua, vì trong cái cây gậy tầm thường có quyền lực của Thiên Chúa. Năm tấm bánh và hai con cá nếu mà trong tay chúng ta thì cũng chỉ đủ cho nhà chúng ta dùng một bữa sáng. Nhưng đặt vào trong tay Chúa Giê-xu thì trở thành nguồn lương thực bất tận, mà 5000 người ăn no nê lại còn dư được 12 thúng đẩy. Và mấy cái đinh chẳng hạn, cùng lắm ta đóng lên chỉ đủ treo mấy cái áo. Nhưng mà những dấu đinh đóng vào tay Chúa Giê-xu thì trở thành dấu đinh cứu chuộc cả loài người. Như thế, những việc riêng tư, thầm lặng, nhỏ bé của chúng ta mà đặt vào trong tay Chúa thì có giá trị vượt bậc. Cây gậy trong tay Mô-xê, 5 chiếc bánh, 2 con cá trong tay Chúa Giê-xu, vài cái đinh
trong tay Chúa Giêsu trên thập giá trở thành cái dấu của ơn cứu độ loài người chúng ta. Vậy trong điểm thứ hai này, Chúa quý trọng mỗi người. Mỗi người một khuôn mặt, mỗi người có cái riêng, lòng mình đặt nơi Chúa. Và khi đặt lòng mình nơi Chúa, với những công việc thường ngày chúng ta vẫn sống, mà trong tay Chúa, Chúa quyền năng sẽ biến đổi, trở thành những dấu lạ, trở thành ơn sự sống đời đời cho con người vốn phải chết của chúng ta. Điều thứ ba Đức Thánh Cha Phanxicô dạy để nên thánh, đó là anh chị em hãy đặt mình vào con đường Giêsu. Con đường Giêsu tức là con đường Ngài hiến tế, chịu đóng đinh trên thập giá, và Ngài đã từ cõi chết sống lại. Nên thánh là đặt mình vào mầu nhiệm thánh giá Chúa để mở ra ơn phục sinh. Điều này xuất phát từ đức tin tông truyền của giáo hội. Ngay bài giảng đầu tiên, các thánh tông đồ làm chứng về Chúa, các ngài công bố về Đức Giêsu, thầy của chúng tôi, Chúa của chúng tôi, mà anh em đã đóng đinh trên thập giá, mà cả Jerusalem này không ai không chứng kiến cái sự kiện động trời đó. Thầy chúng tôi, Chúa chúng tôi đã chết, đã được mai táng trong mồ, nhưng thầy chúng tôi, Chúa chúng tôi đã từ mồ chết sống lại. Chúng tôi làm chứng. Thánh tông đồ Phêrô và các tông đồ trong lời chứng cô đọng lại biến cố Chúa Giêsu hiến tế trên thập giá và sống lại. Đây là trung tâm của mầu nhiệm đức tin của chúng ta. Chúa đã chết và Chúa đã sống lại. Và đây là trung tâm bởi vì đi vào trong cái sinh, cái tử, cái sống, cái chết để trả lời cho vấn nạn con người vốn là kẻ phải chết trong thân phận của mình, mà lại sâu trong lòng có cái khát vọng được sống mãi. Vấn nạn này chỉ có một mình Chúa Giêsu trả lời được mà thôi, mà không trả lời bằng lý thuyết, mà bằng chính sự kiện Chúa, chính Ngài chịu đóng đinh trên thập giá, chết trên thập giá, và từ cõi chết, từ mồ chết đã trỗi dậy phục sinh, làm câu trả lời cho khát vọng của chúng ta. Vì vậy nếu chúng ta đặt mình vào thầy thông luật hôm nay, trước nhan Chúa mà thưa: lạy thầy, con phải làm gì để được sống đời đời? Thì Chúa dạy cho chúng ta qua lời Chúa và qua giáo huấn của giáo hội, trước hết là con cố gắng và muốn được nên được sống đời đời, tức là con muốn nên thánh, thì con vững lòng, bởi vì chung quanh con cả cộng đoàn giáo hội đông đảo tại thế và trên trời, bao nhiêu tâm hồn đang ước muốn như vậy, và trên trời bao nhiêu con người mang thân phận như con nhờ ơn Chúa mà đạt được cái thành quả, được cái quả phúc là được nên thánh. Chúa trả lời tiếp cho chúng ta rằng con nên thánh là chính con có cái đặc sắc của con mà Chúa muốn con nên thánh. Mặc dù con noi gương đấng thánh này đấng thánh kia, nhưng noi gương để nhập vào con, để con sống cái lời gọi nên thánh của Chúa mà trở thành con nên thánh. Và trong cái sắc thái của con nên thánh thì Chúa không chê bỏ những việc bình thường hằng ngày trong bổn phận của con, những cái nho nhỏ trong bổn phận của con, như một người mẹ chăm sóc trong gia đình với con cái, với những việc không tên nhưng đặt vào với lòng mến Chúa, tất cả trở thành như phép lạ, như một cây gậy trong tay Môsê, như 5 chiếc bánh và 2 con cá trong tay Chúa, và như mấy cái đinh tầm thường mà lại là cái dấu đinh cứu chuộc nhân loại, vì nó đóng vào tay chân Chúa Giêsu. Và điều thứ ba, con muốn nên thánh thì con phải đi trên con đường Giêsu, tức là
con trải qua mầu nhiệm thập giá và sống lại với Chúa. Cuối cùng, cái mầu nhiệm thập giá và sống lại với Chúa này đã được áp dụng thông truyền cho chúng ta, đó là bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Tất cả lời Chúa trong các thánh lễ ngày hôm qua, lễ các linh hồn, nếu anh chị em chậm rãi đọc và suy gẫm, đều tập trung về hai bí tích này để nói về các linh hồn là những đấng mà đang trong hành trình để nên thánh. Các ngài đã có phúc được nhận bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Hai bí tích này nền tảng để cho chúng ta nên thánh. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được trở thành con người mới. Chúa thanh tẩy tội lỗi chúng ta và đưa chúng ta bước khỏi nước mà lên thông hiệp với cuộc phục sinh của Chúa. Chết và sống lại, đó là bí tích thánh tẩy, bí tích rửa tội. Và trong bí tích thánh thể là cử hành cái chết cứu độ của Chúa và cuộc phục sinh của Chúa. Cho nên mỗi thánh lễ chúng ta dâng là chúng ta gặp Chúa Kitô phục sinh. Vậy mỗi chúng ta thực hiện việc nên thánh bằng chúng ta quý trọng ơn bí tích thánh thể đã lãnh nhận được, mà chúng ta từng là lãnh nhận được từ bé thơ khi cha mẹ ấm chúng ta đến nhà thờ và giáo hội làm mẹ qua các linh mục của Chúa sinh chúng ta ra nên con cái của Thiên Chúa. Và hằng ngày chúng ta được tham dự thánh lễ cử hành Chúa chết và sống lại, trở thành lương thực để cho chúng ta được nên thánh, được sống đời đời. Cho nên thực hành là anh chị em quý trọng bí tích thánh tẩy mình đã lãnh nhận được, quý trọng thánh lễ và dâng thánh lễ bao nhiêu có thể được, vì ơn nên thánh, ơn sự sống đời đời từ bàn thờ như dòng sông trào ra, và Chúa đang muốn ban cho những tâm hồn đến với Chúa. Amen. Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người chẳng những che chở các anh em túng nghèo mà lại cả những thu vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của Đức Bác Ái, chúng con kính mừng và cầu khấn người. Từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhầm lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước các nhân đức người, mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm và thánh giá theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi. Sau hết được về nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng con nguyện xin Thánh Martino, người là gương sáng soi của lòng nhân ái, Thua bình sinh bởi lòng thương xót vô bờ, người đã giang tay ôm ấp những người khổ đau, thì ngày nay trên trời vinh hiển cao xa, người hãy thương nghe muôn tiếng chúng con khẩn cầu. Chúng con nguyện xin Thánh Martino, người là cha những kẻ khó nghèo đau yếu, lấy tình thương xoa dịu những nỗi u buồn, và hãy ban ơn cho hết mọi người kêu xin,
Đường mạnh xương đêm ngày vui đón hy sinh và luôn noi theo gương sáng các nhân đường người. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nào ta chung tụng Chúa. Ta ơn Chúa.